Ok. Sao trong kia lại đóng phim mới? Oh no, Mai Song Yong Ki. Song Yong Ki đóng phim mới mọi người ơi. Ok nha mọi người. Nào. Anh ơi. Rồi sao em quyết định nó cứ ghê ghê nhỉ? Ok nha mọi người. Cây vãi 181 lượt xem nhưng mà một tim. Đằng này đéo ai tim ạ, cây vãi 1 phương anh tim. Thôi để riêng tư vậy. Đéo ai tim. Sẽ to hay như này nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình cười đi em hả? Cười hộ tao cái, cười to lên. À đi về. Đừng có. Ok nha mọi người, mình sẽ diệt tận gốc nha. Tao cấm mày xem phim nữa. Tao xem hết rồi. Ừ, tập sau đéo xem thêm nữa. Ok, tao xem Facebook. Đang bật tính này, bẩn bựa này. Tao phải lóc rồi cơ mà. Lóc cái gì? Nào đi. Cho mày follow chị Ly là quá đủ rồi nha. Không. Vậy? Ok, đây là bức tranh của mình nha. Mình chưa tô gì hết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha. Hôm nay 23 hay 22 nhỉ? 22 à? Mai là ông tao. Hôm nay hai... Đâu? Hôm qua 21 mai. Hôm nay hai 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 Ờ hôm hai nay 22, hôm nay hai bị ra Hà Nội. hôm nay hai hai hôm nay 21 thôi. Hai hai 22 mà. Hôm nay thứ 5, mai 23, 24, 25 đúng không? Hôm nay 22 mà. First Earth Mai đi mua cá thả đi. mày thả đâu mày thả nồi à Ừ. Mai đi mua cá thả đi.
À em kể cho. Đây đi đường á, ngửi cái mùi gì chua chua ấy. Xanh biết nó bảo gì không? Anh sắp. Xanh biết thằng này nó bảo gì không? Đấy sắc lên em kể cho mấy em thì cái này em phải kể cho hết mọi người nghe. Mấy thích lần sau mấy thích nói như thế không hả? bình tĩnh không? Mấy thích nói như thế với tao không? Mày hả? Xin lỗi tao đi. Xin lỗi tao đi. Xin lỗi bố mày đi. Anh xin lỗi bố em ạ. Anh đưa anh biết nó bảo gì không? Nói đợi anh sắc lên rồi kể. Nói chuyện với mày. Kê mày. Mình nói chuyện mất dạy với tao không? Chó này. À lên hỏi tụi anh xác thì dám lấy video. Có 118 cái cùng què. Ok mọi người. Tại người đẹp ở đó thấy người yêu mình đang cặc vậy. Lộn cho anh làm tóc chẳng khác mẹ đi như, như trước à. Đã cắt đâu? Ở đây. Nhìn. Cứu Tuấn Anh. Anh rất À anh sao xem đi cắt tóc à? anh rất xem tóc của Tuấn Anh rồi. Vai. Đây Anh này. hết kiểu cái nó làm gì đấy vô tóc vậy anh Mohican Mohican của anh đi xem sao có anh có thể làm được cái quả này thôi mà cái thằng làm tóc nó cũng đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo qua bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đợt bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Nhưng mà em bái bây giờ phát triển rồi, nó không như vùng quê nữa đâu. Cơ một đêm có 7 tiếng quay ví dụ quay từ 12 giờ đến một đêm là cả hết hôm sau rồi nữa sao lại thế ông ấy, một đêm của ông là từ mấy giờ đến mấy giờ là qua qua đêm này xong qua ngày hôm sau ấy thì đến là 10 giờ tối ngày hôm sau ấy đến điên từ à giờ tối ngày mai quay từ bây giờ đến 10 giờ tối ngày mai
Điên à? Sập đấy, không đùa đâu. Sập đấy. Anh tắm mà. Gì trời? Gì em đổi lôi vậy? Thank you. Số đỏ gì? Ghê. Nhân viên ưu tú ơi, chả thế thằng này cũng kiếm về nhiều Đâu thấy nó tiền có còn cổ phần mà. nữa, nó cũng mang về nhiều tiền cho công ty mà. Cái gì? Thế là nó nắm cổ phần. Sếp Huy giàu mà ăn mặc giản dị nhỉ. Đó. Tất nhiên là không thể bằng người anh. Hi, vợ yêu. Ôi chết, mình kết thúc ở đây nha em. Sao vậy anh? Ba anh tịch thu điện thoại rồi. Bye bye người anh từng thương. Tuấn Anh hồi trước đàn gái vậy hả? Đang không. Hồi bé nhắn tin mẹ, bố mẹ nhắn tin với người yêu xong bị bố mẹ thu điện thoại. Tôi chẳng bị thu điện thoại bao giờ, chỉ có ăn, chỉ có mẹ tôi cầm mẹ tôi đập luôn. Cắt đầu tôi cũng tìm ra hết mà, vấn đề là cắt chỗ nào không phải Hư là quá. em bị đập hai cái rồi, tại tôi chơi điện thoại nhiều. Thôi thế nhưng mà rất tiếc trong nhà của tôi cắt chỗ nào tôi chẳng tìm ra. Rồi tôi mọi cách để một cái cái khóa đợt luôn. cái đợt mà em bị đập cái thứ hai là cái đợt mà năm lớp mấy nhỉ, năm lớp 10, 12, cái đợt mà thi đại học ấy, chuẩn bị thi ấy. Thì mẹ em đập phát không mua máy đâu nữa, thế là bắt đầu là cho ô thi xong hết đi, xong rồi vừa mới đi mua cho mà rồi. Mua Samsung ấy à? Ừ. Bác cực. Mua sao mua iPhone mắc rồi mua Samsung vậy? Tại vì đợt đấy là sinh nhật thì tặng luôn cái đấy, chưa biết là đỗ hay không. Bác cực, phải cực, Xưa phải có cái cực. nào cũng thép luôn. Ê, tôi cả năm cô hai tôi không có điện thoại luôn ấy, có một cái iPad nhưng mẹ bị tịch thu ấy. Đợt thứ hai là tôi được máy đầu tiên là máy 5S. Ê, cấp 2 làm gì điện thoại đâu. Hồi đấy vẫn dùng máy bấm chơi Ninja từ Avatar. Em hồi lên năm lớp mà em mới được mua máy điện thoại đầu tiên trong đời. Mua con 6 thường. Mình chả được mua, chả được cho thôi. Em có được mua đâu, em là dùng lại Toàn của bộ. Vừa tối ta là dùng lại của anh. Đây là bức tranh của mình sau Sau khi đó mình em đã đợi tô đến một tận nửa tối cho là mọi người, mình sẽ hoàn thiện nốt tính nha. ra mấy điện thoại cũ em giữ hết mà. Rồi thế nhá, ngày không bỏ xưa được. ấy, cái đợt mà điện thoại đen trắng nó mới ra ấy, bắt đầu kiểu đợt đấy à đâu cũng phải lâu lâu cái đợt mới ra rồi, xong rồi kiểu có mỗi điện thoại bàn phím bấm thôi ấy, xong rồi chị em có cái xong kiểu nhắn tin chùm chăn nhá, đen xì không cần nhìn vẫn bấm được tin nhắn, Nhớ. bấm đến nỗi cái bàn phím nó mở hết đi rồi vẫn bấm được, ảo thật. Nó cũng dạng như giờ không, vẫn không nhìn bàn phím. À xong không, không xong nhìn rồi bàn nhá, phím cái mà lúc mà nó bung hẳn ra vẫn bấm được không cần tháo tháo phím mà vẫn bấm được. đấy, tao vì vẫn bấm được, bấm trên cái lót cao su ấy, Bền, về cái dạng này nó bền. ảo ấy chưa. Xong rồi bắt đầu là có cái đời mà Mobistar ấy, đợt 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 xong rồi bắt đầu là có cái máy đấy, thế là em dùng xong rồi có mấy cái thẻ nhớ ngoài ấy, nó gắn được vào ấy, thế là mang cắm vào USB xong rồi bắt đầu lên máy tính cóp nhạc vào đấy, xong cắm vào điện thoại để nghe. Xong có cái đợt rồi, kiểu nhà có máy nhưng mà ngoài ngoài quán hoặc máy của bạn có trò chơi ấy, copy cái file desktop về. Đấy, đầu tiên cứ tưởng có cái đấy về là chơi được luôn đi. Thì có về mới biết là nó là cái mà
chỉ là cái nền hình nền thôi chứ không chơi được, không phải ứng dụng. Em đang cố tìm ra điểm buồn cười trong câu chuyện của anh. Không. Em thấy anh cười giòn quá, em phải cố tìm ra điểm buồn cười để cười. Cười này. Cười em. Thưa bạn thằng bạn mà mình bị trở thành những game hay nó cũng dụ dỗ mình chơi trò Linh ra school thì đã em đã không chơi game rồi, đang chăm học hãy nhìn thì như thằng bé cứ sang nhà mới nhờ chơi ra. Thằng đấy, thằng đấy nó chơi bộ bắt em chơi bộ nhớ nào nó nhờ ấy. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Bài tiếng này bài nó hay chứ bài kiểu tài xỉu các thứ ấy. Nó toàn bắt mình đoán được cho nó. Đa số đoán được chúng. Đầu đấy đoán được chúng nhé. Xong rồi mình cứ về phát là y rằng hôm sau bắt thằng đấy lại chơi chơi hết tiền. Ok. Kiểu tôi mình chẳng mất gì, thắng thì nó lại Campuchia tiền với tôi. Ngon quá. Nhà thằng đấy cũng giàu nên là được tiền thì chia đôi, không được thì thôi thằng đấy mất, mình chẳng mất gì. Tại nhà đấy cũng là giàu nhất cái khu đấy rồi. Cách nhà em chơi từ bé gần. Ui. Thấy hơi nóng. Men bắn được 6 máu thì bắn làm cái gì? Ok mọi người. Những thứ cần chuẩn bị để mang mèo về quê. Mèo. Ok mọi người, mình sẽ tô hết như thế này. Vãi kiểu đấy. Ok, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo cách tô màu của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bông tuyết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bông tuyết này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Cái cúc hết rồi nha. Đéo mẹ tô mãi vẫn chẳng thấy nhiều lên tí nào ạ, cay vãi. Nhiều nha. Mày bắn tao làm gì, tao có đồ thì mày đã đeo hết được rồi.
Hôm nay anh cũng bật bài này vậy. Nhờ mở, anh mở nhạc remix. Xong cứ đập 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 bản quyền đó, bản quyền đó. Nhạc bản quyền. Anh sắc kiểu gần Tết rồi anh cũng bất cần ha. Tuấn Anh thở chán rồi, không muốn chán rồi thì để nói. Không phải đây là nhạc nhạc Vin Hảo rồi, phải nhạc remix đâu anh. Đây là Vin Villa Hồng. Sao nhạc remix nghe nó không đập bùm bụp bình bịch, không sôi động gì cả. Để bé ở đấy. Nhưng mà bài này bài gì không hay, anh phải bật nhạc lên mic TikTok cơ. Bài gì trời. Bài này dành cho các anh à, cho các cụ hồi xưa, cho các ông lão. Rồi đọc nốt cái bài này phát phốt phốt phốt. Nè. Mình nghỉ đơn rồi, nó mới dạn quá. Nghỉ mình sẽ tô hết như này nha mọi người ơi. Ông kiếm thì tôi kiếm. Thêm để con cái tay chịu rồi cho anh nói thật mẹ ơi đúng không, nếu mà không muốn đi ăn vả một thì tối nay thấy người lại Tuấn Anh ạ. À? Hàng cái gì ấy? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa cho mọi người, mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Nói gì nói, thế. Nói cái gì nói gì giao thừa kiếm người yêu đi đi. Anh kiếm đi anh. Anh không thể bật nhạc remix máu lửa hơn nữa được không? Cái này nó vẫn nhạc, nó vẫn nhẹ nhàng quá. Chưa đủ đô anh ạ. Nó vẫn buồn ngủ lắm. Có nhạc nó bốc lửa hơn nữa là không, em sắp ngất rồi. Buồn ngủ lắm rồi. Vâng, nhạc nào mic cũng được anh. Tụi bay thích hồi sinh đi nhờ. Tính ra đây rồi được hồi sinh trong lúc lần nữa. Nếu ai cần thì thay cái lúc mà hồi sinh nhờ ấy. Mai nữa chẳng hạn như thế này. Rồi xong rồi, cuộc đời mình mới bỏ. Ơ? Ê, sao nó bắn được mình hay vậy? Bà, leo lên đây gửi chú đi.
Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok nha. Quỷ vương ơi, anh tin em. Bắt nó, đúng rồi. Trả thù cho tao. Biết nó muốn trả thù cho tao. Nãy nó giết tao rồi mày. Quỷ vương, ném nước ra. Ném nước ra, thẳng bồn nó. Nhớ rồi. Kìa bóng keo giết bây giờ, quỷ vương. Đặt bóng keo chết cho nhà người ta rồi. Bọn này đánh trận chiến tiên không ở đảo mới của bọn kia thì ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người.